Hello anh em, bữa nay hôm đại tôi nghe mấy anh em hết chơi mập League of Dragon 2.7 official, và có nhiều anh em không biết tải ở đâu rồi không biết vô ép đồ như thế nào, rất là nhiều thứ đúng không? Bây giờ hôm nay tôi sẽ làm cái clip hướng dẫn nè. Thì để tải được cái map thì anh em cứ tôi sẽ để đường link dưới phần mô tả, anh em cứ vô đó bấm vào tải ha, ở trên Epic. Rồi có nhiều anh em tải về xong rồi lại không biết đem vô đâu để mà chơi, thì mấy anh em cứ vô phần download ha, ví dụ ha, với những gì anh em tải về nó sẽ nằm ở phần download, anh em lại copy cái file map đó, cái file map đó vô đúng không? Rồi cái anh em cái biểu tượng mua ráp á, hoặc là anh em cài game nào anh em vô cái thư mục đó ha, hoặc bấm biểu tượng đó, bấm up bên file location là vô cái thư mục đó, mua ráp đúng không đó. Rồi bắt đầu vô phần map anh em, map nha, hiện nay nó có ấy rồi anh em, ví dụ như anh em mất hết đặt cái thư mục gì thêm để mà để tạo thêm mấy cái map mới để chơi thì đặt thôi, ví dụ như thư mục lết đắp ra gòn thì mình tạo thư mục xong rồi mình bát vô đây nè, đây là cái file lo ha, super 2.7 ha, official đấy, ok ha. Rồi giờ bắt đầu vô phần hướng dẫn chơi này. Thì có những anh em bảo là do chơi một mình không bấm mã được, không bấm mã được là do anh em chơi nói mạng hay chơi chỉ nha. Đây vô đây là chơi mình nè, single layer nè. Rồi chỉ có phần custom game là anh em sẽ bấm mã được thôi nha, còn như cái phần chơi nó mạng hay này kia nọ là mình sẽ không bấm mã được nha, mình sẽ vô, nếu mà chơi mình anh em chơi mình thì bấm vô custom game ha, không chơi với những người khác á, chỉ chơi với những người khác không bấm mã được đâu. Up level nè, là con nè, không có gì trên nằm dưới đó, map mình đây nè, coi chưa. Anh em chơi một mình thì nên nên để cái team số 2 á, nên để computer vô nha, cho nó không bị giằng ra. Cái vô nè, ép đồ của này thì nói chung là nhiều anh em biết rồi cũng nói, cũng nhiều anh em không biết ép nha, anh em nó không biết ép sao để mình quấn mấy con trùm bự bự bự, mấy con ấy phải ép đồ full nó sành mới quấn mấy con đó được này, nó mạnh lắm, rất là nhiều thứ để nói. Để vào đi, tôi chỉ anh em rất là chi tiết luôn, em cứ làm theo tôi chỉ là được ha. Đây nó có này tự chọn ha, này random, hero giống nhau, nghĩa là tất cả đều ra giống nhau mà con nào ngẫu nhiên này, hoặc là tất cả đều là con gà, tất cả là Hero King hay gì đó, bắn random hero đi ha. 40 team kill bên trời ơi, 40 team thôi nè, 300 này quýnh tới chắc tháng sau. Vừa vô là mình nó cho mình con rồng Kalifax. Ok, hôm nay tôi chơi mình nên là bình thường nếu anh em chơi với team mà chơi nó mạng á, đánh nhau thì đi farm rồi này kia ha, đây có người lửa này bò mình nha, còn này mình chơi một mình là mình sẽ chỉnh ma tiền để mà mình ép đồ đi quấn. Bữa nay tôi chủ yếu là chỉ anh em cách ép đồ thôi. Này có mập này cũng khá hay, khá đẹp á, tên rồi cũng đẹp không, Welcome version 2.7.
Rồi thì mình đi Satan ra rồi. Rồi sau một vị năm 82 rồi một đám sạch Mày tưởng ấy. mới vô nó sẽ cho em một cái món quà nha. Bấm cho món quà Ford Wonder Play. Nói chung mà món quà này nếu có cái mình ép được, có cái mình không có đồ ép rồi nè. Thôi giờ mình sẽ chỉnh mở tiền như này. Nhớ như nãy mình nói anh em sẽ chơi bằng code làm game mới chỉnh mở tiền nha. Đó, Reddit chốt nè. Rồi đây nè. Cắt cái nè, 1 2 4 5 6 7 8 9 gì đó, bấm full nó sạch đi. Nó sẽ ra 999, nó full tiền ha, full tiền không gỗ. Giờ tôi chế anh em ép đồ ha. Thì cái nhà con ngựa này nè, trên Linh Mecha 1 này nè, thì nó sẽ là cái nhà ép những cái đồ cơ bản. Ở những cái để mình đi farm mấy cái nhỏ nhỏ lúc đầu em á, thì tôi sẽ chế anh em ép hết. Ví dụ như giờ anh em ép cây qua summon Golem này đi. Đó, mua cái này. Nó yêu cầu mình là One Magic Fixed Cell đúng không? Thì mình qua đây. Bấm vô cái đầu lâu. Bấm vô cái nhà đầu lâu. Còn One Magic nè. Death Soul nè. Đó, sẽ ra cây One Summon Golem. Rồi chưa? Cái cây này nó có ability này không, chữ ability summon golem này không đó, mình bấm vô đó, nó sẽ ra con đá. Rồi giờ rồi có một cái nữa là cái dài nè, dài này nó sẽ giúp mình đi rất là nhanh để mình đi farm ra rocket book. Rồi nó sẽ yêu cầu mình có bút bia và bia ray. Bấm vô nhà đây nè. Ông bấm vô cái nhà ở trên, ông đi lại cũng gần rồi em. Bút bia đây ha. Mấy món đồ này cơ bản cho em, nếu mà em chơi nói mạng thì phải ép mấy cái này đầu tiên à. Rồi cái này nhẫn bia ray này đây. Đó, nó sẽ ra cái món này. Rồi chưa? Món này đầu tiên đầu game anh em phải ép để đi đi ha. Rồi ok, mình lại cái nhà này tiếp tục. Rồi cái này nó ép đôi dài Invasion Book, nó sẽ nâng cấp lên cái đôi book cái cục này, cái đôi dài này. Dài này nó không có ability nha em, không có kỹ năng, nhưng mà cái này thì lại có nha. Giờ nó còn Sliver Wood. One Magic Philostone Level Up và Run Rock Cup. Để cho nó đánh thoải mái nè. Mình không có ngáy gì. Tôi không nhớ là cái này ép ở đâu nữa nè. Pilot to mà cái nào đây, pilot to là cái này nha nè. Mày chờ xíu để tôi mua cái cuốn đó này, để lại nhìn cái nó gì. Pilot to One Magic, One Magic là cái đầu lâu nè, chỗ đầu lâu nè ha, One Magic nè. Sliver Work với Sliver Work hả? Aran Work Holy Fair Fox Play Level Work là cây này anh em nha. Cây hen để mình ném lên đó thì mình cần để mình ném được cái sinh bút này á, cái này nè, thì mình sẽ cần cái này, cái nãy tôi chỉ ném cái đôi dài với cái nhẫn á, cái cục trái tim cây One Magic với cây rồi đây nè, là vụ quốc nha. Đó, ra cái cây này và nó là nó có ability invisible gì đó, là bấm lên chạy sẽ rất nhanh à. Nên tôi cứ chạy qua đây thôi thử nha, đang chạy rồi đúng không, bấm cái này à. Chạy như qua luôn không, tặng hình luôn không.
À, ok, hai món này xong ha. Rồi cái giáp này thì Quang Magic, Ro Magic, Da, anh biết rau gì á. Ok, cứ lại cái đầu lâu này, cái đầu lâu này là em đồ cơ bản thôi em. Quang Magic nè, Da Magic rau nè, Roi Magic đó, ráng giáp Magic Armor of Obit. Thì ability của nó là Anti Magic ha, có nghĩa là anh em bấm vô thì nó sẽ hiện cái dòng này lên là phép thuật không có tấn mấy chiêu phép thuật không có tấn công mình được. Rồi ok, tới món gì đây, rồi tới cây này ha. Nói chung mấy cây này cơ bản nè, ba bốn ba cái món đây là cơ bản nha, để mình quánh farm lúc đầu á. Yêu cầu gì? Qua mình game up here, mình here up fine. Qua mình game up here, mình here up fine. Lã nào? Anh bên em chịu khó tìm nha. Không có đây. Nhớ nằm đâu đây thôi à, chứ chạy đâu được. Cái gì? Here up here Dragonfly với game up here. Đào tạo. Chờ xíu nè, để tôi kiếm đây. Ok, thì ở đây có mấy cái nhà nhưng mình không tìm ra thì nó sẽ nằm ở trong cái nhà này nè, cái nhà ở giữa này. Cái gì? Game up here và here gunfire gì phải không? Token rồi không thấy luôn em. Trên này nè, lấp trên ngọn nè, trên ngọn này không, trên mặt đòn nè, đây cũng có một cái mấy cái nhà, nó có những cái món đồ mình phải lên tới đây mới mua được, nhưng mà lên tới đây là không có lên được đâu anh em, về cuối chặng mới lên được, chứ thằng mấy thằng khủng bố nằm đứng đây không, như thằng quỷ diệt đứng đây sao chạy ngang qua đập cho cái chết. Còn mà dứt game up here, here up game up here, here up fire. Chờ xíu nha, chờ xíu nha. Here up Dragonfire nè anh em. Here up Dragonfire là gì này ha. Game up here. À đây nè, hai viên ngọc này. Với cái cây vong mà dính. Bởi cái lên tiêu của nó là hiệu quả lên cái cây hồi máu này. Ok, cái đó là những cái trang bị khởi đầu ha. Bây giờ tôi sẽ không có chỉ ép cái này nữa anh em, mấy cái trang bị khởi đầu này anh em tự ép đi, giờ nó chỉ ba bốn cái thôi, còn bây giờ là chỉ ép mấy cái quan trang bị chính của mình, trang bị để đi quýnh boss á. Ok ha, thì đầu tiên chúng ta sẽ ép cái viên Sun Item mặt trời này ha. Cái này ép sao? Cái viên này thì nó cần phải có hai cái nắm đấm nè, cái Super Item với lại cái Dragon Item. Rồi nhầm nếp trước nè, đầu tiên không làm gì hết, do anh em cứ farm mấy cái đồ cơ bản đó ha, chỉ ép rồi rồi bắt đầu mua ba cái này. Rồi mình kiếm nè, một hai ba, một hai ba, ok giữ này ha, chạy xuống đây. Cuối nè, nó có cái cây up the moon nè, là ba món này. Xong rồi mua cái món bằng tay này. Ok chưa, rồi đến cái món con rồng này ha. Món rồng này thì mình sẽ mua cái nốt này. Tôi sẽ bỏ cái này ở đây cho nè, mua cây up the moon nha. Rồi mô này 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 cái này bấm. Này 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 cái này bấm. Rồi ba món này anh em,
mua ba món kế tiếp nhau nó cũng dễ, không có gì khó, món này rất là dễ. Rồi mua tiếp tới con rồng. Rồi giờ rồi mình sẽ có hai món này ha, xong mình chạy lên đây mua cái viên này. Rồi giờ cái này là cách ép thủ công nha anh em. Còn cách thứ hai nữa, ở đây nó có một cái đơn vị tiền tệ nữa gọi là Zwick. Zwick này thì mình sẽ lấy tiền để mình đổi. Nó nằm ở cái nhà nào? Đây, nhà này. Nhà có cái rương nè. Đó, mình đổi 100 ngàn thì nó sẽ ra 100 Zwick. 500 ngàn, nó ra 500 Zwick. Ok, đó, mình farm tiền mình đổi thôi. Nè, Zwick mình đang là 00 nha. Nè, mua một cái nè, nó lên 100 đâu. Nè, mua 500 nè. Đó, cứ mua nhiều anh em. Cái đơn vị này nó khá là cần thiết để cho mình ép á. Còn nếu như anh em bấm mã mà lên 16 ngàn là vậy ép đủ rồi. Mã tiền xong đúng không? Mình em muốn chỉnh lại nó hết tiền, không muốn chỉnh lại thì anh không, em không cần bấm mã tiền lần nữa nha, chỉ bấm dấu bằng cho mình phím. Rồi đó, là bấm enter là nó full tiền thôi. Rồi chưa, đó là mình lấy lại cái mã lúc trước của lần trước ha. Và cách thứ hai để mình mua được cái viên sun nickname này có nghĩa là mình sẽ mua cái nhà cái cây này, cái cây nha. Ở đây nó không yêu cầu mình ghép, nhà này là ghép nha nè, ghép cơ bản. Còn nhà này nó khi mình có Zwick á, mình không có cần phải ép nữa, mình mua trực tiếp luôn. Đó, là phải có Zwick nha. Cái này 1.000 Zwick, còn cái này là 1.000 Zwick nữa, là có 2.000 Zwick là mình sẽ mua được cái hai cái món đó. Mà rồi. Rồi. Nên vô viên chun đi thôi, đúng rồi ha. Đó là hai cách để mình ép được viên chun này ha. Và cái hai mình cần ép là cái miếng mì đai. Miếng mì đai này. Miếng mì đai này ép sao? Ham, saber, sao mo và won. Ok. Đây, ham saber là cái cây này. Thì anh em sẽ mua sách trước nha, mua sách trước. Hollywood nè, sau đông Wingerwood nè, rồi cây tham bay nè. Rồi bắt đầu lên để ép nha. Mấy con này nó cho nó quánh thoải mái. Rồi sau khi bấm vô, mình bấm vô cái nhà con ngựa này. Ngựa nha. Mua mấy cây này. 1, 2, 3 Đây là một cây Hollywood bây giờ. Mua y vậy luôn. 1, 2, 3 là nó sẽ cái hai á. Rồi anh em mua hai sách nha. Đó, cái thứ nhất nó sẽ ra cây này, cái hai nó sẽ ra cây này. Còn nếu như anh em không mua sách trước hai cú mà anh em mua ba món đồ đó, xong anh em lại mua cây này mà không có cây này sẵn trong đó, nó sẽ ra có một cây, một loại á, hai cái nhưng mà ra có một loại, hiểu không? Hai cây này nó sẽ ép lại cây này nha. Rồi chưa? Rồi bây giờ cái won mình sẽ ép món này, hai món này, mua cái này ra cái won. Rồi chưa? Và một cái nữa gọi là cái sâu và mo là cái món này, thì nó sẽ gồm hai cái khiên. Cái khiên thứ nhất đó là cái này. Bỏ hoài cho anh em mất lót. Cái khiên hai đó chính là cái khiên pot này. Pot buồn. Mình cầm hai cái món này, cầm hai món này xuống. Cái này mua cái sao mò này gây không? Rồi sau khi mà mình có ba món đó, bắt đầu mình ép là cái mì đai này. Bây giờ cầm cái mì đai viên xuân để lên ép cái miếng này. Super video quyết tâm gây chưa? Cái món này hồi xưa mình chơi mấy cái năm trước á thì món này gọi là món cuối.
nhưng mà giờ nó phát triển lên càng ngày thì nó càng ép nhiều thứ hơn nữa, nên là món này chưa là cuối nha em, chưa là cuối đó. Món này cũng khá là mạnh rồi. Gì nữa ta? Rồi tiếp tục. Vậy đó, chỉ ép cái miếng này nè ha, nó cần để mình upgrade cái good work kiếm của thần. Rồi ok, giờ sẽ chỉ tới món tiếp theo. Anh em cứ làm hướng dẫn tôi ha, là nó sẽ ra thôi. Món tiếp theo đó chính là cái cây Dragon Quốc Lai này. À, Dragon Quốc Lai này em sao? Mình xuống cái nhà này ha. Clear hết à? Nó khoan chờ xíu nè, để tôi chỉnh CL, gạch CL, có nghĩa anh đóng gạch CL này nè, là nó mắc mấy cái chữ này đi, tụi nó đánh nhau tụi nó hiện chữ nhiều quá. Rồi ok, giờ mình sẽ ép cái cây ra con lây này ha. Giờ mình xuống nhà hai, nhà này ha, mua ba cái cuốn sách trước, một hai ba với cái cây này. Đó, mua mua sách trước nha anh em, chứ không là mình không mua sách là nó không có ra giống như giống nhau đâu. Nếu mình em không đủ tiền mình cũng mua để dành đủ sách rồi ăn ép đồ nha. Ok, sẽ bấm vào cái nhà cũng rộng ha, ba cái nè. À, nhưng mà nó bị không có slot nha, bỏ bớt 5 món nha nè. Rồi mua nè, một hai ba, một cái nha. Thành được An ally champion has fallen. Rồi chỉnh có mấy con computer vô nó quánh nhau, nó hiện chữ hoài kìa, mình làm gì chứ. Ok, tiếp tục mua ba cái tiếp đi vậy luôn. Rồi ba cây khác nhau không, mua trước ba con sách nó mới ra ba cây khác nhau nha. Đó, chứ mình mua này trước lại mua sách đó, nó sẽ ra con loại à. Rồi sẽ lấy ba cái này sẽ ép lại cái cây ra tên quốc. Đó, rồi giờ và một cái nữa là phải sai, phải sai chính là cái khiên này anh em. Rồi mình muốn sắp tại thì chỉ em cái khiên lửa luôn ha. Da Simon, rồi ok, bấm vô cái nhãn rồng, mua cái này, cái viên này. Ok, hai món ha. Rồi bấm qua nhãn ngựa, mua cái khiên này. Ok, có hai món đó xong rồi mình qua rồi mua cái này. Rồi ok chưa, rồi tiếp tục nha em. Mình đã có cái cây này đúng không, bây giờ mình sẽ up cái cây này lên một cái cây cao hơn nữa, là cái cây Angel Wood kiếm của thiên thần ha. Bây giờ mình đã có cây Dragon Wood này rồi, bây giờ nó cần thêm một cây nữa là Du nó thịt quốc bất lai hoài ta. Rồi Dragon Quốc ha, giờ mình kiếm cây du nó thịt quốc là cây nào, đó chính là cây này. Rồi mua nó. Rồi cây này ép sao? Qua đây mua cây Holy Fair này. Không, rồi cây kiếm này nữa. Này, ok, rồi ra như thịt quốc rất là dễ đúng không, nhưng mà phải làm đúng như mình chỉ thì nó sẽ ra rất nhanh anh em. Anh em phải luyện nha, chứ không muốn đánh chung với nhau là phải luyện để biết cách ép, rồi mình ép rất là nhanh, chứ ngồi đó mình mò tới đi farm nhiều tiền và ép trước là mình thua người ta, này đánh tốc độ hiện hoài hay thế nhỉ. Chỉnh mấy computer này chứ biết tôi biết tôi đừng chỉnh chỉnh chuyện thằng binh địch thôi, tôi đứng trong nhà nó đâu có đánh đâu, đâu hiện lên ép cho nó thoải mái. Rồi để vậy cho vui cũng ra nè. Rồi rồi có rồi ha, bắt đầu ép anh Trung Quốc nè. Rồi chưa,
bây giờ mình ép cái medai ép ra anh rửa tem này, nó sẽ cần thêm một cái nữa là anh dùng sai. Ép xong bỏ qua cho nó bớt sự lót. Anh dùng sai làm đau cái nhà cuối nè. Đây anh dùng sai là cái này. Nó sẽ cần cây ấp moon và sour mo. Cái moon là này nè. Sour mo chính là cái món này. Rồi chưa? Mình sẽ ép được cái khiên này. Rồi. Cái ép môn thì qua đây, mua ba món này. 1, 2, 3. Sour mo. Ok. Sour mo gồm có 2 món. Qua này ra cho anh em. Đó chính là cái này. Pot và cái hai cái khiên nha. Và cái aran pot này. Bỏ đây nha. Nè, lụm vô ra sao mò này. Đó, ok chưa? Rồi lụm ra cái anh đồ sai nè. Đó. Ok ha. Rồi lụm hai món này. Rồi giờ ép được cái mày đai nè. Được một món khá to rồi nha. Món này khá bự rồi đó. Rồi, tiếp tục. Ép được cái món extra này đúng không? Rồi tiếp tục xuống cái nhà này để mình có thể ép lên cái miếng extra cuối cùng. Đó thì mình sẽ mua cái Fire of Galaxy là cái này. Rồi up lên. Rồi miếng cuối cùng nha anh em. An ally champion has spawned. Đó. Ok chưa? Rồi tiếp theo tiếp theo mình sẽ ép món nào? Mình sẽ ép cây Firefox quốc này nè. An ally champion has spawned. Rồi mình sẽ mua cây Fox, cây Fire lên đây, mua cái này. Đó, là mình sẽ có cái file box, ok chưa? Rồi, mình sẽ ép cái cây Woodwork này, kiếm của thần. Để ép được cây này thì nó ngoài cái Super Bidu team là cái nãy mình ép á, nó sẽ còn có cách khác là mình ép cái Super Cell với là Downwork. Downwork là cây này nè. Nhưng mà hướng ép nó khác nha. Nó sẽ ép những cái cây ở trên đây, nhưng mà tôi không chỉ nhiều cái, anh em rất bị rối. Làm một cái theo một hướng của tôi thôi là đủ rồi. Được chưa? Còn cây gì Super Cell gì đây là cái này ha. Mình không có ép hướng này anh em. Nếu mình ép hướng khác thì nó đi một clip khác đi. Chứ cái hướng này tôi chỉ một hướng thôi để anh em làm cho nó nhanh. Rồi chỉ cần cái này với cây xanh video đó là đủ. Hoặc ha, cái miếng này nó là hoặc cái nào cũng được nha. Giờ ép được rồi nè, hai cái nha, cái đó cái này ép được đó. Rồi giờ còn nữa ha, mình có good work rồi đúng không? Mua tiếp cái miếng lửa này để ép lên cây này nha. Đó rồi, hai món gần cuối vậy nè, gần cuối với chưa cuối. Rồi tiếp tục mình sẽ ép cái cây này. Cây Weapon Slayer này. Cũng cây này cũng nói chung mấy món ở đây là đều món cuối hết, gần cuối hết em. Cần thiết để mình ép mấy món cuối. Ok, thì cái cây Slayer này nó sẽ cần Simai với Legion Quốc. Simai với Legion Quốc. Giờ mình ép Simai trước ha, Simai chính là cái này. Simai, môn Simai. Yêu cầu Hollywood và Lay Sung Quốc. Hollywood là cây nè anh em. Mua nha. Rồi Lay Sung Quốc là cây này. Coi chưa. Mà cái Lay Sung Quốc này nó sẽ cần cái Đa Linh Bốc nữa. Lay Sung Quốc nè, Đa Linh Bốc là cái này. Mua luôn nha. Đó. Và cái Ring Led Spider, ok.
Cinema em bỏ ra nè. Hollywood, Hollywood thì nãy tôi chỉ em ép rồi đó. Bấm vô cái nhà con ngựa này, mua ba món này. 1, 2, 3. Ok, ra Hollywood, ok chưa? Giờ ép tới cái Dallas Linh Book nha. Gồm có Stone, Massage, Teleperson. Bấm vô nhà ăn rộng nè. Không phải. Vẫn ở cái nhà con ngựa này. Stone là cái này. Và cái Teleport Station là cái này. Rồi ra Dallas Linh Book nè, ok chưa? Rồi lấy xuống quốc. Ok thì giờ mình có cái này rồi. Green Violet nha anh em. Green Violet chính là cái cũng nhãn ngựa nha. Chính là nhãn con nhà anh này. Rồi. Có ha. Hollywood là Hollywood. Rồi ok lấy cái nhãn nó sẽ ra xì mai thôi. Cười. Bạn Mi thì tôi nhắn nha nè. Một khi mà anh em đánh chung nhau thì anh em nên luyện để biết cắt ép cho nó nhanh. Rồi, gì nữa? Cây Simai với cây Liegenwurz. Liegenwurz là cây nào? Liegenwurz là cây này anh em. Nó gồm có Holy Sliverwurz và Unitedwurz. Unitedwurz là cây này ha. Mua cây này. Unitedwurz và Holy Sliverwurz. Ok. Mua ba cái nha nè. Để mình ép cây này. Ok, thì cái cây Holy Slywood này nó cần cây Slywood X3. Bấm vô nhà này luôn nè, nhà ngựa này. Đây, Level Wood đây. Mua ba lần nha, ba cây nha. 1 2 3. Ok, nó sẽ ra cây Holy Slywood. Ok. Rồi cái hai đó là cây Unitic Quốc. À tôi bỏ ra cho nó quất mắt slot nha. Unitic Quốc thì mình sẽ ép hai cái kiếm này. 1. Và cái kiếm thứ hai là cái này. 1. Rồi Unitic Quốc, ok chưa? Rồi Holy Lay Quốc. Rồi ok. Đã ra cây Ly Dịch Quốc rồi nè. Trời. Ép như tôi chỉ ha. Bấm vô như này. Liegenwurz Simai. Ok. Lấy cái Simai và cái Liegenwurz vô anh em. Rồi bắt đầu mua cái này Slayer. Ok. Để mình up nó lên cấp tiếp theo thì mình sẽ Fire Galaxy. Tiếp tục miếng cục lửa này. Up phát lên cái này. Ok chưa? Rồi, tiếp tục mình sẽ up nó lên cái gần cuối nha. Đó chính là cái cây S-Up Good Ari, cái búa của thằng Ari. Là cái Weapon Super Layer này đúng không? Với cây Legion Hammer. Ok, mình còn thiếu cái Legion Hammer. Bỏ ra nè, bỏ ra cho nó có slot. Cái Legion Hammer là cây này. Cái búa mình hỏi gì đó. Nó gồm có Smile và Siren Bow. Mai là cái này ha. Siren Bow là cái này. Mai. Mai hiện nãy tôi chỉ anh em nói rồi á, xuống nhà ba nè. Gồm có Holly nè. Dallas Book Laser nè. Ok. Ở đây rồi đây. Mai nha, Siren Bow bỏ ra. Rồi, bỏ ra cho nó bớt xì lọt Mai đúng không? Rồi, ép cái Hollywood với lại Super đúng không? Rồi, Hollywood là con ngựa này nha. 1, 2, 3. Rồi, cái Laser Wood thì gồm có cái viên Tom này với cái cây này. Đã lấy Wood. Không rồi. Rồi, mua thêm nhẫn Spider nữa, nó sẽ ra cái Laser. Đó, rồi chưa? Rồi, do nó sẽ ra cái Mai. Mai. Rồi tới tiếp tục cây này cái khiên Silent Bow, khiên bảy màu này nó sẽ gồm ba cái khiên. Cái khiên nhất là cái này, 1, 2, 3. Bụp. Cái khiên thứ hai là cái này, 1, 2, 3. Bụp. Cái khiên cuối cùng đó chính là cái khiên lửa nè, ném anh em.
mua cái này, cái này, quá ở nhà này mua cái khiên này. Bây giờ ơi. Trả xuống đây. Dạ. Đây, cái nhà ở giữa nha. Mua cái này. Rồi ba cái khiên đó là lập cái xe lên bao này. Ok. Có xì mai với xe lên bao rồi, bây giờ mình chạy ở đây. Bấm vô nhà tình cùng. Rồi mua cái Legion Hammer. Ok, bây giờ có Legion Hammer rồi, mua cái lắm cái Leon này vô nè. FK Good Harry. Món này gần cuối rồi nè. Một phát nữa là lên cuối luôn. Rồi. Còn một cái nữa là cái nhà cuối này nè. Nhà này chính là cái đầu cuối anh em. Good Harry đúng không? Cái bố của này, cái bố lên cuối nó sẽ là cái Act of Z. Bố phần Z ha. Và những cái món đồ cuối này nó yêu cầu cái là có một cái gọi là cái viên đá lát. Viên đá lát này thì quýnh những thằng boss cấp 4 mới ra. Boss rất mạnh mới ra. Để ép ha. Tất cả những món đồ này đều cần cái đó hết. Đều cần những cái lát đó hết. Medal Heaven ha. Medal Heaven ép ra cái miếng này, cái gậy Heaven Star này ha. Rồi cái cây này ép với cái lát nó sẽ ra cây Weapon Return. Và cái nữa là bây giờ tôi sẽ cho em ép một cái nữa gọi là cánh. Cánh nè, một cái rất là hay. Có tiền. Ok. Vậy bây giờ mình cánh như thế nào? Cánh mình bấm vô cái nhà của cây này. Cánh đầu tiên đó là cánh ai tôi đó, tôi ấy xuống để cho anh thấy nè. Cánh đầu tiên, cánh cấp 1, đó là Wing of Angel, cánh của thiên thần. Rồi, bấm vô cái nhà này nè, nhà con tướng nè. Được chưa? Nhìn con rồng nè, nó sẽ có cánh nha. À, mình sẽ mua cái gì? Fear Magic, Sao Wing và Diễm Chao. Fear Magic, Diễm Chao. Sao Win. Không phải cái đó mà là cái này nè. Jewish Upgrade. No 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 no. Chờ xíu chờ xíu. Fear of Magic. 1. Sao of Win. Sao of Win 2. Jewish of Chao. Ok. Mình đã mua 3 món đó rồi anh em. Mình sẽ mua cái cách này tôi mua bị dư nha. Rít này bị dư. Ủa? Tôi mua cái đập rít này nè. Ok chưa? Nhìn rồng nè. Nó sẽ ra cánh nè. Ê, nhìn 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 nhìn. Quát 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 quát. Đó, cánh thằng nha anh em. Này mình chơi rồng nè, cái cánh nó nhìn hơi ảo nha anh em. Đó, cánh trắng này không? Ok, đó là cánh cấp 1, bây giờ ép lên cánh cấp 2 như thế nào? Nó sẽ cần cái 500 GWT thôi nè, không cần gì hết. Chỉ cần 500 GWT và ép lên cánh cấp 2. Rồi, up. Đó, cánh khác hay không? Đó, ok. Giờ mình sẽ cánh cấp 3 thì nó cần GWT Upgrade. Chính là cái miếng này nè. Miếng ở cái nhà này nè. Miếng nhà này ha. Là cái cục này nè, GWT Upgrade nè. Đó. Để nhìn sao cho cái cánh nhìn cho nó đẹp đẹp xíu là đó. Ok, cái này góc này cũng khá là ổn rồi nè. Rồi bắt đầu up tiếp anh em. Cánh cấp 3 nha. Cấp 1 là cánh thiên thần, cấp 2 là cánh linh hồn, 3 là Wing of Dragon là cánh của rồng. Đó, ok chưa. Rồi cánh level 4 là cánh Lucifer. Nó gồm có trao gớt, trao gớt lại cục này nè. Đó, bố cục này. Thì mình bấm trong cái nhà này. Diwit up chào. Diwit up lít. Đó, nó ra chào gớt. Rồi chưa? Rồi, up lên cánh của Lucifer. Xem hình dạng thay đổi không?
À, cánh đen thui luôn. Rồi. Rồi, cánh level 5 là Wing of Wood, cánh của thần. Gồm có Chao Wood và Fire of Galaxy 1500 Wood nữa. Chao Wood thì như cái này thôi, anh em bấm ở đây. Đó, upgrade cấp Chao lên Chao Wood thôi. Rồi, Fire Galaxy là cái nhà hùng này. Fire Galaxy, ok, up lên. Bập. Rồi, mình đang có cánh level 5 nha anh em. Đó, Wing of God. Ok chưa? Đó là về cánh nè. Còn cánh cuối là cái này anh em. Cánh final á. Infinity Wing á. Wing level final. Nó cần phải có lát nè. Ok, nhưng mình đã có mấy món này là cũng như là tương đối là gần đầu gần cuối à, cái cuối rồi đó. Bây giờ tôi sẽ đi quýnh tướng nha em, quýnh tướng để kiếm biến hình để đi quýnh để đồn luôn chiều đây. Quýnh để kiếm láp. Ok, vậy là đủ rồi. Mình quýnh cao lót luôn nha. By the light of the moon. Còn cơ bản những quýnh cao lót được nha, do mình có đồ mình vô nấp trần nè. Bật chết thường anh em. Đấy. Có ca cà rốt nha. Giờ quýnh kiếm Vegeta nó ép. Anh em cứ về đây bỏ bỏ cái hình đây nè, đừng mang em cái này dùng biến nha, đi đi ngang qua cái nó biến hình luôn, thấy bà luôn. Qua đây xíu nha nè, qua đây qua đây. Cái này giờ nó đâu có không thể nào mà quýnh đâu mà mình ép đồ tới đó là quá mạnh. Để tôi quýnh một câu level này. Dạ. Sale 150 ngàn. Tôi bấm nè. Hai trăm ngàn. Câu level 2 luôn. Nhưng mà mình không lấy nó cho nên các thằng gì đặt luôn. Vui đúng không? Này cũng mạnh này, mạnh đấy, không được đâu. Mạnh quá nè, quýnh nó cũng mạnh bả nha. Mấy nó đá mình, em chết rồi. Đồ là sao mà quýnh được tao 250 nè. Vegeta GT. Vegeta GT nha. Căng đấy, căng phết. Bùm bùm 200 ngàn. Vegeta GT nhiêu à? 250. Là GT nha. Nó không nằm trong kịch bản nè, nên là thôi để đi. Này By the light of the moon. Phi đại đế. À, gì đây? À, mình có một cái gọi là giấy ép nữa. Nó sẽ chỉ mình ép cái này kia ra tướng cấp cao hơn này không? Như Karot cũng từ Ron Black nè. Là mới nè. Super Bu, Fit Bu, Kill Bu, Goten, Tren, Super Goten, Kakarot, cộng Goku. Ra Super Saiyan 3 Go rồi thôi. Vegeta cũng kích Goku ra Vegeta. Ủa, Vegeta GT là mình cái hàng mình mới quýnh luôn á.
Anh bấm nhìn nhà coi. GT Bottara. Bottara này ép cao hơn nữa nè. Vegeta GT cộng Vegeta ra Vegeta 4. Saiyan 3 GT cộng Kakarot ra Goku 4. Goku 4 khá mạnh. Giờ mình ép cái 3 GT Saiyan 3 GT hit cộng Vegeta ra GT ra Jiren. Jiren hả? Bây giờ mình ép cái giấy đỏ thôi nè. Vegeta cái Goku Kakarot cộng Vegeta cộng Kakarot ra Gogeta with Fusion. Ok. Rồi. Con này phi dê mà. Vegeta đâu? Vegeta tên nè. Cry havoc. Mình cần tìm cái này ha. Mình đi đường rồi. Đi đường này luôn nè, chống giật. Gì bé viên ngọc rồng. Ngọc rồng nó để làm gì? Từ để tôi ép trước rồi tôi về tôi tính mấy mấy viên ngọc rồng nó xong. Sao nó chạy chậm vậy ta? Ok, mình bỏ bớt ra món đồ nha. Bỏ bớt ra món đồ để mình ép cái tướng. Rồi né cái dòng ra nha, đi vô trận biến hình luôn á. Rồi mình đã có Vegeta với lại Goku và Kakarot rồi, giờ mình ép thành rồi Gogeta. Rồi mình biến hình Gogeta nha nè. Biến Gogeta luôn. 17. Một khác lập trù. Rồi con má nó biến thành Super Goten rồi nè. Rồi chết đi. Mạnh vậy. Làm sao? Làm sao gì đó? Đó, đó đâu? Nó đây này. Hay hai bò nó bị chết, nó sợ lắm. Chạy. Rồi. Mình đang là Gogeta Fusion em. Khoan khoan để tôi từ từ nha, từ từ đi lấy tab quá nha, để từ từ trải nghiệm xíu nè. Để tôi giờ tôi thấy như có cái viên ngọc rồng nè, radar. Để tôi kiếm 7 viên ngọc rồng xem nó ra gì hết. Rồi viên đầu tiên đây. Mẹ chạy lắm đi. Rồi biến hình nữa nè em. Vãi. Rồi nó biến lên Golden Color luôn rồi. Còn này lên gì rồi? Super Golden. Rồi trong khi mình ép đồ, đang ép đồ là lần đó rồi qua giúp luôn, giúp nhất luôn, nhất luôn mày Super luôn lên cũng chết. Còn thằng tướng của mình ép nó chạy đâu mất mẹ nè. Ủa thì bồ nó địch mà tướng mình đâu có hai thằng đó chạy đi chạy lại rồi nè. Còn thằng mình có thằng tướng mình đâu cũng không khái luôn. Anh để lên lấy cái viên ngọc rồng này.
Thôi nè, không biết thu thập được bể viên được gì không? Anh em nào thu thập được chưa? Chắc là cho tiền hay là cho gì cấp độ? Tisua, let you, bigo, you are lucky, open it. Open it gì đây? À, Damonmo, nghĩa là nó cho mình một món đồ nè, đồ miễn phí, gọi ép ha. Đồ cơ bản, cơ bắp, Fort Nova, rồi. À, bởi lực ti món này chỉ để làm hình kiển cho đẹp thôi chứ làm có làm gì được đâu nè. Okay. À, để quýnh được mấy thằng tới cấp 4 thì chắc để mình up cấp cho thằng này nó lên quân thử cho nó biến thành bọng gì không à. Bấm chữ ô, bấm chữ ô cho em cho nó bằng việc hình thành gì đây không biết nữa không? Super Gomita à, tiếp tục đây. Wow, thằng của con sành này biết được hai lần anh em. Super Blue của guitar ghê ta, khá là ghê gớm. Wow, nhiều chiêu khá là hay luôn anh. Tiếp tục nuốt đây, nút nuốt nữa rồi nó còn biến thành gì đâu. Lôi nghĩa là khối mẹ này. Biết nữa hả? Wow. Wow. Ultra tinh tích. Quá ghê gớm nè. Biến tới cuối luôn rồi. Tôi nghĩ là hết biến được rồi, chứ biến gì được 4 lần rồi còn biến gì nữa. Tắt mở ra không biết đâu không à. Rồi full nè anh em. Mình lấy hình thằng Goku đây ha. Bên đây. Rồi Vegeta ở đây. Mình lấy cái mình quýnh hai một trong hai thằng như thằng Frieza gì đó, nó sẽ rớt lại cái dính nốt. Với với gì? Với Croy Upred, cái dây màu đỏ. Hồi xưa mình chơi mình thấy nó là dây chủ đích ấy. Lấy dây chủ đích này ép lại Goita nè. Rồi lên cấp. Up cấp lên 6500 full. Biến hình ha. Biến hình 4 lần. Đó, này biến hình rồi. Và thằng này em nghĩ là nó là hàng mạnh nhất rồi. Ok, giờ đi quýnh ép độ vậy nè. Tên Gotep gì phải quýnh thằng Gordon Vida nha nè. Mình sẽ chơi chiêu teleport lại đó. Rồi Super Lu. Rồi chưa kịp mà Super Lu nữa là nó chết ngắt rồi. Quá mạnh rồi nè. À, mình sẽ quýnh thằng Gordon Vida để mình là mình có cái gì nè. Có cái Galaxy Belgot nè. Nó sẽ mở cái cổng dịch chuyển khắp bản đồ cho anh em. Khỏi đi, rút ngắn thời gian rất là nhiều. Rồi bây giờ mình sẽ chỉ cho anh em những thằng tướng nào quýnh rớt ra cái lát để ép đồ cuối. Thằng đầu tiên đó là thằng Vegeta GT. Mấy thằng nào có cái nói chung là thằng này. Quýnh này trước, chỉ anh em từng cái nha. Rồi mở cái cổng nè, bấm vô cái nhãn mở cổng đây, đặt nó. Một chữ đứt đường liền.
này quá mạnh nè. Thằng này Go Guitar Ultra Instinct này cũng quá mạnh. Được rồi. Go Guitar Vegeta Cecilia 4 400.000. Rồi, khá là mạnh đây. Rồi, viên láp chính là viên này anh em. Unity Switch láp. Để cho nó cái này chạy nó chạy hết đi cái bắt đầu mình biến về nhà nha. Biến về nhà, biến vô đây. Rồi tùy anh em muốn ép món nào trước cũng được. Tất cả món này đều có thể ép được. Giờ tôi sẽ ép cánh trước nha nè. Mình sử dụng ra một món đại nơi đó cho nên nó có lót. Rồi mua cái cánh trước nha, cánh final. Để nó là nhìn thấy mất cú không, cho nó ra gì. Ok, nó sẽ ra cái cánh đại bao đẹp luôn. Rồi tiếp tục anh em, chờ cái này nó quay xong đi. Nó quay nhanh lắm, chừng 30 giây à. Mình sẽ quýnh thẳng tiếp theo kiếm cái láp nữa. Đó chính là hàng Goku 4. Goku Shizuya 4 Unity Goku. Ok, mở cổng lên đây. Chơi chiêu khác nè. Super combo. Bao lúc nhỏ hả? Cao mấy cái mấy ha. Một hit. Quá mạnh. Full đồ gặp thêm xíu nữa tôi sẽ bỏ đồ hết. Tôi quýnh kêu quá chứ nhập mạnh quá. Đem đồ đi nữa mình quýnh nữa. Ok bỏ này ra. Goku 4 nhìn ngầu quá chữ nha. Gì chục trăm ngàn, chục ngàn, trăm ngàn, triệu. Thằng Vegeta 4 400.000 nhưng mà Goku 4 tới 1 triệu là nha. Nghĩa là nó mạnh hơn kia đó. Rồi lấy cái láp đem về. Vẫn bỏ ra một. Rồi giờ hết em món nào nè. Tôi sẽ tới cái cây kiếm này ha. Kiếm này thì bỏ về đây ra. Kiếm này nha. Super quý bình Victor. Ok. Rồi chờ cái chờ xíu cho cái dòng này nó quay hết rồi nè. Rồi là tiếp tục mình quýnh thằng khác có kiếm lắp tiếp nha. Thằng nào có lắp nữa ta? À mấy thằng trên đây nè, mấy thằng tướng trên đây chắc chắn rất lắp nè. Như thằng I am Destroyer Broly. Thằng này chắc chắn là có lắp rồi. Trời ơi, lên dặm có cái chắc nhỏ luôn. Dolly 400.000 bằng với người ta sinh nhật 4. Láp đen nè. Đây, để tôi lại tôi trao đổi chiêu thức với mấy anh này phát thôi. Super Saiyan. Trao đổi chiêu thức phát này. Holy Lotus, Sunatem, Sunatem, Middle Wootem nè. Rồi, vẫn trong thời gian chờ đợi cái giọng thấy mình dài, đang bảo mình viết dạy hành, giải trí xong dài. Rồi, tiếp tục nè, tiếp tục ép tới cái búa đi, cái búa đi, cái búa này đây. Cái búa là cái này ha. Nên mình sẽ ép lên cái Barry này lên. Bây giờ rồi đập vô đợi tiếp tục quýnh hai này chứ không có lá đâu. Hai này của bắp lắm không có rớt lá đâu. Qua quýnh bên đây này có lá nè. Nào có lá ta kích cu cu thì không có lá rồi. Ari, thằng này có thể có rớt láp nha. Nhưng mà nó cũng không có chắc ăn lắm.
Ê, hôm nay nè anh em, thằng mình đang chơi nè, Buku Winkit nè. Mẹ này full option luôn là 4 triệu 7. Mình 5 triệu luôn rồi. Nó cấp 5.9 và 6.000 sao một lưỡi. Này 2 triệu 8. Con này 2 triệu 8 luôn. Ông Hần quý vị rồi, đây 3 triệu 1. Anh này nhiêu? 2 triệu 6. Anh này 2 triệu 8. Ok, mình sẽ quýnh cái con Omega Serum rồng Omega này. Hôm nay chắc chắn là rất lát rồi. Nó quá bị hàng tiếng luôn nè. Cho nó kêu thôi. Omega Serum này nhiều tiền đẹp quá. Thì chục trăm ngàn, chục ngàn, trăm ngàn, triệu, triệu, 50 triệu. Thằng này nó mạnh khủng bố luôn nè. Sức mạnh nó thể hiện một số tiền chứ game này full tiền nó chỉ có 1 triệu à. Mà anh này Goku 4 là 1 triệu rồi à. Còn này 50 triệu nghĩa là mạnh phải cái đấy. Thôi để tôi qua tôi trao đổi chiêu thức với anh Son Goku này khác. Son Goku đây Ultra Instinct, sau đó chiêu thức phát. Một kêu vậy chục trăm ngàn, chục ngàn, trăm ngàn, triệu, chục triệu, trăm triệu, 5 triệu nữa anh em. Ủa hàng này là bằng bằng giá luôn á, là mạnh vãi cái đá luôn á. Nhưng mà con mình là mạnh nhất rồi anh em. Logita hợp thải mà biến thành 4 lần nữa thì của nội nào quýnh trở lại. Bỏ nè, bỏ cánh nó luôn. Rồi ok. Ép cái cây gậy này nha, cây gậy này cần cái medal. Insufficient gold. Rồi hết gold. Ok. Đây chính là đồ cuối nè anh em. Khi có tất cả những món này đúng không? Rồi giờ ép miếng lo ít tập. Còn 2 triệu tất cả chỉ số. Rồi, giờ mình có cái hào quang cái đầu luôn không? Rồi. Mình nhìn game rồi đó nè. Thôi, về phần ép đồ nha. Này là về phần ép đồ, cái đó là món cuối rồi. Không còn cái nào cuối nữa đâu. Và bây giờ là đến phần đánh nhau. Bây giờ mình không có sao ta, không có kiểu cầm đồ nữa. Giờ đi quánh quánh nhau. Cái thằng đầu tiên mình quánh sẽ là thằng Super Saiyan Blue Goku. Mở cổng đây nè cho nó kêu này thôi. Nãy mang, nãy mang đồ là quýt một kêu chết đúng không? Giờ nó mang đồ quýt thử coi kêu quýt chết không nha. Vẫn chết. Vậy chứng tỏ là thằng này nó quá mạnh rồi nè. Nó mạnh kiểu như người ta nói là sao ta? Được rồi. Kiểu như mạnh, mạnh vô lý. Đây Vegeta Saiyan God chỉ chục trăm ngàn, chục ngàn, trăm ngàn, triệu, một triệu bằng như Goku 4 rồi nè. Có phải ép mình nói thằng Vegeta từ lên lít và giấy nốt 3 là cái red roi nãy chứ định cấp 3 là sẽ ép rằng này.
nè, với nấm ba nè nè, Gokubun, Liwi Botaga. Khoan từ từ nha, cái này để tôi đọc xíu cho nè. Này với nấm 1 nha, với nấm 2, bông tai Botaga và với nấm 3. Nấm 3 này này ghép ra tướng cuối Vegeta Click trên cộng ra sẽ ra Govitagon, là cái hàng nãy mình mới quýnh chết á. Kakarot là Kakarot Gohan, Roten sẽ ra Goku Gon Good thằng, cái thằng mới giết chưa nha, mình chưa giết thằng Goku thằng nha. Goku thằng nằm đâu ta, mình nằm đâu bên góc này. Đây mình không có đường qua, mình sẽ chơi dịch chuyển tức khỏi teleport nha nè. Cái hai này nó là hợp hết là đúng làm chết kêu nha đó. Cái đích thần với là cung cung thần, mấy món này dục ra món lạ này. Món medal energy là combat được barrier là gì, full HP, nghe là hỏi HP hay gì. Ok, để tôi coi cái nốt coi nó ra gì. Goku thần, Vegeta cộng Gogeta, Saiyan Blue Vegeta, Saiyan Blue Vegeta, Goku Blue, Kakarot cộng Gogeta. Của người ta là hàng nãy mình phút xong đó nè, với người ta cộng cái rốt đó, nó ra với ta mà mình lên cấp mấy lần nó ra, giờ lên go guitar instinct luôn, lên game beta blue xong rồi lên go guitar instinct luôn rồi, cuối luôn Saiyan Blue kick Goku cộng go guitar là Saiyan Blue Goku. Saiyan Blue là Goku là này đây, Blue Goku đây. Karin cộng Blue Goku, Master Ultra Instinct, Master Ultra Instinct, Goku Ultra Instinct. À nếu mà mình đánh Goku Ultra Instinct này mà mình up lên một phát nữa, mình up cấp á, nó sẽ biến hình lên thành thằng Master Ultra Instinct nha. Blue Vegeta cộng Blue Goku ra Blue Vegeta. Đây em Blue Goku đây. Blue Vegeta đây ha. Đứng đây không biết dịch chuyển tới không? Chờ lại xíu nè. Dịch chuyển tới. Chờ lại miếng. Phải chỉ kêu như em để quân thợ hai thằng né trong trăm không được khi nào chết, nhưng mà chỉ kêu là chết luôn với người ta. Chỉ gì đây, luôn muốn cứu luôn với người ta. Rạp đủ Vegito để đi coi trên nốt Lu Gogeta Quýt cộng Karin bằng Gogeta Ultra Instinct. Đây Gogeta Ultra Instinct là cái con mình đang chơi đây nè. Mình biến hình 4 lần mới được. Còn nếu mà ép á, mình sẽ ép con Quýt này ha, đập quýt này với con Karin là con này, ép với cái dính nó 3 với chữ đích cấp 3 sẽ ra Goku Instinct. Thằng này như là cuối rồi, cuối rồi đó nè. Goku 4 cộng Vegeta 4 ra là Gogeta SS4. Này mới luôn nha, này cũng khá mạnh đó. Còn hai thằng Goku Gon với này ra không có ra gì không ta,
Gon chắc là hết ra hai này thành thành mẹ nó cái gì à, để coi giờ mình lấy gì à, mình sẽ đi kiếm cái Botara về đang ép với nó. Botara tôi chỉ anh em luôn, sẽ có hai chỗ rớt Botara đây, bấm lên cái chỗ này trên bản đồ này giữa này đó, hai thằng là Rigito với thằng Gogeta Fusion. Gogeta Fusion là nãy mình ép Kakarot với Vegeta ra, mà hai này chắc chắn rớt Botara nha. Để tôi dịch chuyển lên tôi quánh nó, tôi kiếm Botara cho nên coi. Rồi, double kill. Rồi, chết rồi nè anh em. Botara đây, Vegeta đây ha. Không, không, không quánh nha. Dịch chuyển qua đây, lấy Botara đây luôn. Đó, đây nè, nó sẽ rớt hàng Botara Gogeta nè anh em. À, cái nãy mình ép Goku với Credit á. Rồi mình lên cấp 2 lần gì nữa, 4 lần nó mới lên được mình tiếp này nha. Botara ép. À, tướng này mới tướng tới cấp 4 anh em, làm tới cấp 3. Nhưng nó cấp 3 sẽ yếu nhập tới cấp 4. Không, với Botara ép là tới cấp 4. Rồi cái giấy nốt cuối 3 này là cái cuối cùng á sẽ ép ra tới cấp 5. Cấp 5 là tướng cuối nè, cuối là tướng đèn chơi á. Ok. Giờ mình sẽ dịch chuyển xuống xuống đây mình lấy Goku 4 với Vegeta 4 như này. Giờ ép. Dịch chuyển qua đây. Dịch chuyển cho có thôi. Yellow Roy này là không cần thiết nữa. Yellow Roy là cái giấy ép cấp 1. Giờ xíu cho nó hồi lại. Nó hồi cái nhẫn rồi lại. Cái mình biến dài. Rồi ok, biến dài mua với Note 3 nè. Bỏ ra bỏ ra. Giờ tôi ép sướng này. Mình để mua với Note 3 này thì mình cần phải có Botara nha anh em. Botara mới mua được. Đó. Giờ mình có hai cái Botara mình sẽ mua được hai cái với Note. Ok, bây giờ mình thử ép thằng Goku với thằng Vegeta của nó ra gì không? Không được. Có nghĩa là hàng này đã là tướng cấp 5 là không ép được. Ok không? Giờ mình ép bằng Goku Blue với Vegeta Blue ra gì nè. Rồi, ra Gogeta Blue. Rồi. Thằng Goku 4 Vegeta 4 nó ra gì? Gogeta S4 United. Này cũng mạnh, bạn trưởng à. Rồi. Trên đó là toàn bộ những cái gì mà về ép đồ và tướng cấp 4, cấp 5. Còn cái cuối cùng à, tính quýt cộng Kani Go Tai Stick. Chỉ có Goku 4 với Vegeta 4 là ra Gogeta S4 Unit tịch là mới anh em. Còn cái Wit với Karin Gogeta Stick cái này cũng mới nha. Blue Gogeta thì mới ép rồi. Rồi giờ lên lên đập mấy tướng tranh. Lên đập mấy này. Dịch chuyển tức thời lên.
khó lắm mạng cái đồ. Rồi nó còn mạng nữa nha. Dập, dập, chết luôn. Boom, 250. Anh này, anh Odin này thì chắc cũng thường đủ chết. Quá cú bắp. Ok, bây giờ mình sẽ quýnh ông Hoàng Quý Diện mà này với một kill này ha. Kill Detroit Fordai. Ông kill Detroit Galaxy đúng không? Kill Detroit Fordai. Một kill chết không? Chết không? Wow. Chưa chết có nghĩa là này rất mạnh. Cho thêm kill nữa. Rồi, 2 kill là đất được bơ sớt 500 triệu. Mạnh ngang với thằng Omega Serum. Rồi, này cũng rất lát luôn ha. Rồi, dịch chuyển quýt quýt luôn. Đó, hắn nhận quýt luôn. Rồi má dính luôn à, quýt này cũng rất lát nha nè. Mình bị dính quýt chiêu xong dính mẹ đây luôn rồi. Chuyển qua đây ha, dính vậy rồi đi. Chết em, mấy con này nó mạnh. Đang chiêu. Đang trên chiêu mà lại bị quýt lén rồi mày. Rồi nó chết rồi. Rồi. Cuckoo Instinct lại hưởng kéo luôn. Ai, Cuckoo Season 3 VT quýt cũng rất đồ. Karin cũng rất lát. Wow, anh cũng cố lên tết này rất một cuối gần cuối luôn nè, rất lát luôn nè. Năm trăm triệu. On a moment of war. At last, Glover Hall. Glover Hall. On a moment of war. What's that? My blade thirsts. At last. Biến hình cái nhỏ chút nhát. Exactly. Mình sẽ biến thành bơ sớt quýnh này nè. Quýnh tầm xa. How are you? Hello. Hello. Này đi xuyên tường nè. What's your name? What's your name? Hey. What's your name? Hey, cậu ngỡ bây giờ ấy. Quýnh này nè. Trời ơi, đi ngang quẹt. Quẹt điện thì chết ngắt nhỏ luôn. Quái gì vậy? Chết luôn kìa. Cấp 219, yếu quá. Hello. Giờ mình không chơi cầm đồ nữa cho nên. Gì đây? Galaxy Detroit. Hello. Tỉnh rồi, nó quýnh mạnh vậy. À, nhưng mà chiêu mình khá để. Hello.
để mình làm đập cho nó phát nữa đây. Kia rồi. xin lỗi. Galaxy. Our champion has fallen. Ủa? Nhưng kia sao mình chết luôn à? Quái cái tái. Phải biến Govita dùng để tịch cây nó như thế nào đi. Mình biến hình chơi thôi chứ đem cùng đòn chứ. Wow, người ta dùng để tịch mới nha nè. Gì đây? Super cá mấy cá mấy hà. Super cá mấy cá mấy hà. Đúng. Rồi, mình đập mình chết xong mình chết luôn rồi. À, sao mất mộp vậy, man? Để nút sách kìa, nó quát. Ba triệu mấy thì nó vẫn thua tích nha nè, tích nó tới 5 triệu rồi. Dịch chuyển cái thời nè. Ó mà tầy. Rồi, một chỗ chắc hai thằng nè. Bên Kamikamiha quá mạnh. À, giờ này như vậy đây. Lắp phải đặt. Đứng đây quýnh thôi nè. Đứng đây chặt đầu. Super Dragon Power. Chấp 2. Quýnh tay không, nó không lại lên em ơi. Hai, nó không lại. Nó chỉ kêu hắn được đó nha. Chứ quýnh tay không, không có đồ quýnh không lại. Là đây. Đó mà đây. Bên camera hai này hay nè. Đây, hai hàng ở đây. Anh luôn. Lê số 3. Còn anh em nào muốn chơi nữa thì tự tải về trải nghiệm nha. Mấy cái sọt thì anh em cách cách ép đồ rồi cách ép tướng rồi cách này cách kia rồi hết mã biết đồ chỉnh hết là ok nha. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ nha.